Xin kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay nhà đất Hóc Môn giao tôi sẽ chia sẻ với quý vị một lô đất ở xã Xuân Lý Sơn, huyện Hóc Môn. Đây là đường vào lô đất của mình đây quý vị nhé. Tuấn Hòa sẽ chia sẻ với quý vị lô đất ở xã Xuân Lý Sơn, huyện Hóc Môn. Diện tích lô đất của mình là ngang 30, dài 55. Giá lô đất của mình là ngang 30, dài 55, trong đó có 200m thổ cư. Giá lô đất của mình là 6,1 tỷ đồng còn bất lập cho khách thiện chí. Quý vị và các bạn có nhu cầu mua lô đất này thì hãy liên lạc với Tuấn Hòa theo số điện thoại 0908 214842 để Tuấn Hòa dẫn quý vị tham quan lô đất quý vị nhé. Thì Tuấn Hòa sẽ chia sẻ với quý vị toàn bộ cái lô đất này. Lô đất của mình thì rất thích hợp để xây nhà vườn, xây biệt thự mini quý vị nhé. Ở Hóc Môn mà gần 1.000m² này, mà có 200m thổ cư này, mà cái giá 6,1 tỷ này thì cũng không còn nhiều những lô đất như vậy quý vị nhé. Lô đất này rất thích hợp để quý vị xây nhà vườn, xây biệt thự mini để nghỉ dưỡng. Rất chi ok quý vị nhé. Quy hoạch khu đất của mình là quy hoạch khu dân cư, cho nên là quý vị mua lô đất này về quý vị xây nhà vườn này được ngay thưa quý vị. Đường vào lô đất của mình thì xe tải xe hơi vào rất xịn ok thưa quý vị. Quý vị có nhu cầu tham khảo thêm về nhà đất Xuân Lý Sơn thì quý vị hãy truy cập vào trang web nhà đất Hóc Môn .top để tìm hiểu thêm những căn nhà mảnh đất ở Môn, ở những xã khác mà Tuấn Hòa chia sẻ trên trang web của Tuấn Hòa. Quý vị có yêu thương Tuấn Hòa thì hãy đăng ký kênh để ủng hộ Tuấn Hòa, để Tuấn Hòa có động lực tiếp tục chia sẻ với quý vị về bất động sản Hóc Môn, về cuộc sống Hóc Môn và các con đường Hóc Môn. Đây là lô đất của mình đây quý vị nhé. Đường vào lô đất của mình là đường bê tông 4m, xe tải xe hơi vào tận lô đất quý vị nhé. Từ lô đất của mình quý vị ra đường Dương Khi thì khoảng tầm 300-400m thôi. Nói chung là xung quanh cái lô đất của mình có rất nhiều tiện ích dân sinh, rất thích hợp để quý vị xây biệt thự mini, xây nhà vườn rất chi ok, rất yên tĩnh quý vị nhé. Thì Tuấn Hòa cũng xin chân thành cảm ơn quý vị đã dành thời gian quý báu để xem video này. Hẹn gặp lại quý vị ở những video tiếp theo. Xin chân thành cảm ơn quý vị. Thank you.